Chào các bạn nhé. Shop máy tính Phạm Dũng hôm nay lại về rất nhiều hàng đủ các loại. Các bạn có thể qua để ủng hộ mình nhé. Đây là camera EZ-VIS TI2 này. Đấy, độ phân giải Full HD rất là nét. Giá chỉ có mấy trăm thôi. Đấy, chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với shop mình. Số điện thoại 0975 723045 nhé. Đấy, camera TI2 chất lượng hình ảnh rất nét. Đấy, mẫu mới nhất của EZ-VIS hiện nay đấy. Đây, TI2 này. Tương tự là camera EZ-VIS C6N này. Đấy. Con này thì cũng giống như mã TI2 thôi. Đấy, chất lượng cũng như nhau. Đây. C6N đây nhé, rất là nhiều camera EZ-VIS C3N này. Đấy, phiên bản này có màu ban đêm này, rất là nét. Còn đây mẫu C3W Pro này, mẫu này là mẫu đặc biệt nhất của EZ-VIS này, có màu ban đêm, có còi nữa nhé, làm thoại hai chiều rất là tiện. Còn đây là cái Android Book TXT Pro, cấu hình rất là cao, RAM 2GB, ổ nhớ trong 16GB này, có Bluetooth luôn. Còn đây là camera IMAU phiên bản 4M nhé, rất là nét, mình đã có video test và cho các bạn xem hình ảnh rồi. Xoay đàm thoại hai chiều đầy đủ hết. Rồi dây cáp HDMI giá rất rẻ. Đấy. Dây cáp HDMI này cực kỳ rẻ luôn. Đấy, qua mình để lấy nhá. Rồi tiếp theo là switch Totolink S808 8 cổng nhá. Đây là switch tôi cũng là Totolink 8 cổng đây. Còn đây là cái chuyển đổi LAN sang BNC kèm nguồn luôn này. Đấy. Một cặp. Đấy, chất lượng loại xịn nhá. Đấy, cái này đầu này chúng ta cắm LAN này. Đây là jack BLC và nguồn. Chuyên lắp cam này. Đấy. Loại này là loại xịn này. Tiếp nữa là camera Zosi. Camera Zosi loại ngoài trời này. 4 dâu. Xoay 360 độ và có màu ban đêm. Đấy. Có đầy đủ các phụ kiện nguồn rồi, chân đế này. Đấy, độ phân giải thì 3M nhé. Đây mình mở ra cho các bạn xem. Đấy, độ phân giải 3M này. Còn ống kính ở đây là 5M nhé. Ok. Tiếp là mẫu mới của camera IMAU này. 2C, Ranger 2C. Đấy, kiểu mới nhé. Con này thì nó khác những cái con kia ở chỗ là nó không có cổng LAN. Đầu kéo dài dây LAN này qua cổng HDMI này. Đây switch 8 cổng nhé. Tiếp theo là camera C6L tiếp này. Đây, C6L rất là nhiều luôn. C6L đây. Mã này mình đang bán rất là chạy. Rồi loa chạy cổng nguồn USB. Đấy. 2.1 mã là A5000. Con này nghe rất là hay mà rất là tiện này. Đấy. Con này cũng là loa 2.1 nhưng cái mã này là mã D230. Đấy, dòng này thì rất là rẻ mà loa nghe rất là hay luôn. Đó, bên này rất là nhiều thứ để các bạn mua hàng nhá. Bàn phím này rất là nhiều thứ này. Đấy, các bạn có thể qua ủng hộ bên mình luôn nhé.